đón chờ kênh sách. Chi tiết cập nhật tại fanpage chương trình. Xin chào tất cả mọi người, tôi là anh Tài Thành Trung. Tôi trưởng thành là một diễn viên và năm 2007 tôi quyết định có một cái bước rẽ trở thành một MC truyền hình đến lúc này. Và tôi đã có tổng cộng 21 năm chính thức được lên truyền hình. MC vẫn luôn luôn là công việc chính của tôi và tôi muốn khán giả nhớ đến tôi với vai trò đó. Lần này thì là vai trò là người chơi, cũng là những bước chân đó, cũng là những trường quay đó. Nhưng cái tâm thế của tôi hoàn toàn là khác, tâm thế rất là hồn nhiên, được là chính mình. Đó là một cảm giác có thể nói là lần đầu tiên tôi có khi đến với một chương trình truyền hình thực tế. Trốn hết vào đây, cho không ai nhìn thấy, không nhìn thấy. Anh Tài chọn. Chúng tìm hay sao vậy? Hù, chơi ngồi. Trời, em tưởng đâu học lại mẫu giáo không á trời. Chúng tìm. Cái cú sốc á, mình nghĩ là một cú sốc đối với mình. Ngoài các khúc solo thì mỗi nhóm trình diễn sẽ có thêm một bài hát chung. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Thế là trưởng lão. Dạ vâng ạ. Dạ, em mời anh ạ. Lúc anh nghe không rõ thì cái thời gian để mà chuẩn bị công diễn thì là khoảng bao lâu em? 2 ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu đêm diễn đầu tiên. Nên là từ bây giờ cho đến 2 ngày nữa là chúng ta sẽ dành thời gian và chuẩn bị ạ. 2 ngày có ngắn quá không ạ? Chương trình có thể cho dài hơn đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Dài là bao lâu em? Thì khoảng 5 ngày gì đấy hoặc 7 ngày. Một tháng được không ạ? Một tháng được không ạ? năm sau thi. Chúng ta là anh Tài thì 2 ngày hay 5 ngày hay mấy ngày thì chúng ta cũng không kịp. Anh Tài sụp sôi. Anh Tài phát đích cầu. Anh Tài Thành Châu. Hoàng Hiệp. Quá đỉnh luôn, bạn tôi vô nhóm sụp sôi. Hiệp chơi rock nhiều là đề xuất mấy bài rock mà nó mang tính sục sôi, máu lửa mà. Thường thường là đã là đàn ông ấy, sẽ có cái mảng sáng và mảng tối. Mảng tối đây là những thứ ở trong sâu trong lòng mình ấy. Thì có thể mình sẽ hát về cái mảng tối đấy để cho khán giả biết là ngoại trừ cái mà tôi luôn luôn cố gắng mà tôi đạt được đấy thì tôi phải như thế nào thì tôi mới được như thế. Đấy là một khía cạnh. Còn bên cạnh khác là mình có thể mang cái năng lượng mình tỏa ra cho mọi người. Bây giờ còn bao nhiêu lâu nhỉ? 48 tiếng. 48 tiếng à? 48 tiếng và với một bài mới hoàn toàn với anh là hơi chua đấy. Chua nhưng anh vẫn là ca sĩ, nó đỡ hơn. Thế thì piano thì em nghĩ là nó em chơi được gì? Thôi em không chơi được gì à? Em thế nhưng mà làm không khí rock là kiểu như nào? Chạy ra là thế à? Gì mới cho ra là như nào? Are you ready? Hey. Cả cái đều cùng làm theo thì đúng rồi, gần như rock nó phải là cái sức mạnh tổng thể. Everybody, hey, thế được không? Anh nói everybody được luôn đúng không? Everybody, hey, nó chống mạnh ấy, đúng không? Nói chung là động tác của rock nó mạnh. Hey,
Vậy là A2 để cho Trung đi. A2 để em. Đấy. Rồi. Vì cái đoạn pre-chorus là nó cao lên chút xíu nữa. Cái này là cao lên thì sẽ hợp với Hiệp. À, để cho Hiệp. Thế nhá. Trong nhóm thì Hoàng Hiệp là một cái rocker rất là đặc biệt. Một cái quãng giọng cao chót vót. À, còn giọng của Tùng thì là ở cái quãng trung cao thôi. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào. Với cái bài như vậy thì để khai thác được cái giọng của Hiệp thì phải phối cái tông nó cao. À, cho nên là đôi chỗ gây khó khăn cho Tùng là nó cao quá thì Tùng hát nó hơi với. Còn giọng của Thành Trung á, thì là giọng cao. Cho nên là ở hát ở quãng chính á, thì là vừa rồi. Đó, thì với cái sự phối hợp như vậy Tùng cảm thấy rằng một cái tiết mục mà sẽ làm cho cái bài hát nó có nhiều cái cung bậc, có lắng, rồi có sôi động, rồi có bùng nổ. Chờ người ta bước chân lên. Hả? Mà để chờ người ta bước chân lên. Lấy cái đều đó, cái đó cho nó đều. Bởi vì đó, lúc đó em có thể xem bè cho anh nếu mà nếu mà em bè mà đoạn cuối đúng không? Vì cái đoạn cuối nó dài nên là mình sẽ luyến chậm đi một tí. Không. Luyến nó phải đều luôn cái tiếng kéo đó. Ok, nào. Kéo dài cái đuôi ra thôi. Ok, như nào lại này. Chết. Và đỉnh núi cao vẫn đón chờ. Chờ ngày ta bước chân lên. Đi bạn chưa mà. Lên. Chờ ngày ta bước chân lên. Đó, ok. Rồi. Kéo dài. Rồi mình tập khúc đuôi luôn nha. Ok, đuôi sao cho nó khúc 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 vào đầu. Chờ ngày ta bước chân lên. Và đỉnh núi cao vẫn đó. Chờ ngày ta bước chân lên. Đón mình. Đó, ok. Ok. Perfect. Good. Yes. Amazing, good job. Amazing, good job. Ok rồi. Nghe có vẻ là giống bắt nàng rốc rồi đấy. Không, lời thì nó không quá khó đâu, bởi vì lời đây đều là bài hát này thì thứ nhất là lời không dài, cái thứ hai là lời đều là những cái ngôn ngữ nó khá là gần gũi với anh em mình và nó mang tính thúc đẩy. Ôi, thì nó không phải là quá khó. Khả năng thuộc lời của em khó lắm. Vớt này, bắt đầu là không. Nhìn lên cao, thấy ở nơi hoang vu. Giờ mình có phải đo tông không? Đấy. Phải đo tông vào để anh em mình chọn một cái tông cho hợp quãng giọng của ba anh em mình chứ. À, thì cứ mình tập cái tông gốc trước đi. Tông gốc cái bản gốc coi xem là nhiều nào. Tông gốc bản gốc là cũng khá đấy nha, khá cao đấy. Thử trước đi. Trước coi xem là ướm giọng vô thì ai hợp với cái quãng nào. Mở màn vào thì em nghĩ là một người phải hát rất là chắc nhịp và có là cái âm thanh và cái giọng hát nó phải đủ sức hút thì em nghĩ phải là anh. Cũng được. Anh vào trước đi. Ok, để anh vào trước vì cái quãng của cái này cũng thấp nè. Okay. Cái câu đầu nó như nào anh nhỉ? Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Ok. Thì hai giai điệu này rồi. Cũng dễ nghe. Vậy thì câu 2 chắc là so với rock của em thì giai điệu này dễ. Thế đoạn sau giống nhau, cũng giống chứ. Đúng rồi, đoạn sau giống. Đường tôi đi còn sao. A2 thôi, vậy là A2 để chung đi. A2 để em. Rồi. Vì cái đoạn pre-chorus là nó cao lên chút pre-chorus. Xíu đó. Cái này là để cao lên thì sẽ hợp với Hiệp. À, để cho Hiệp. Okay. Thế nhá. Nào. Anh rồi, anh hát thử nha. Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Ok. Đúng không? Đúng, giai điệu như thế đúng rồi đúng không? Và câu này như nào? Và con đường kia. Để qua, nghe. À nghe rồi. Và con đường kia quá dài. Và đôi chân ta quá ngại. Chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Ok rồi. Và con đường kia quá dài. Và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế.
thế nào, ra sao. Ra cái nốt thì nó hơi khác một chút. Và con đường kia, cho nó và. Và con đường kia còn là cái. Nhưng mà anh thấy Hiệp xử lý đổi nốt cũng được. Thì tức là để cho nó bộc lộ sáng cái để cho nó sáng màu. Không sao đâu, cái bởi vì là không phải đâu mà bởi vì em có nghe thoáng qua bài này, cho nên tí nữa em sẽ xử lý ở trên đàn nhất thì em sẽ rõ nốt hơn. Và con đường kia quá dài. Và con đường kia quá dài. Và đôi chân ta quá ngại. Ok, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng. Đấy, có bị cao không? Anh với được. Và cuộc sống đâu là dễ dàng. Và cuộc sống đâu là dễ dàng. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng. Và những khó khăn còn vô vàn. Để thử thách ta lòng vững vàng. Để gạt đi những hoang mang. Ok. Bây giờ, đo giọng nhé. Câu sau để anh Tùng thử hát câu sau xem có hợp giọng không. Vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chặng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Mình kết hợp rock với cha. La 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 la. Nhảy đi, tầng tầng tầng. Anh thì hồi mà trong nhóm là anh nhảy những cái động tác như thế này là mạnh mẽ rồi xong rồi rất là hip hop rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À được. 2, 3, 4. Đó kiểu vậy đó. Em hay ra công viên em xem nhưng mà vấn đề ở đây là rock thì rock mạnh. Về những câu chuyện của anh Thành Trung hay anh Phan Đình Tùng thì Hiệp cũng mường tượng ra rằng là các anh, những người mà có nhiều thành tích ở trong sự nghiệp của mình thì chắc hẳn các anh sẽ rất là khó tính và gần như là sẽ có một sự cầu toàn. Nhưng mà khi mà được gần gũi ấy, thì Hiệp lại cảm nhận rằng là các anh lại rất là ấm áp. Đâu anh thử làm cái dáng em xem này. Dáng kiểu vocal rock đúng không? Vâng. Bây giờ theo nhịp vậy nhá. Đâu anh thử thả lỏng cơ thể. Nhưng mà đầu tiên với cả rock bọn em là cái thế đứng nó lại rất quan trọng. Như nào? Với anh đứng như này thì trông rất là như kiểu nó không có cái chân mình nó không vững. Bao giờ anh cũng phải nhá. Đấy. Mà anh không phải anh bổ về đằng trước mà anh sẽ bổ kiểu hơi chéo chéo sang này. Đấy. Đây đúng không? Nó không phải. Anh chú ý vào cái phần cổ nó sẽ này. Giật. Giật. Đấy. Anh rồi. Anh nhìn kiểu em nhá. Hiệp thì phản đi, Hiệp thì phản đi. Đó, kiểu dạng như vậy. Đấy. Đó là cái cổ thế này đúng không? Này đúng không? Đúng rồi. Thế này. Cái chân micro mình cầm mình đưa lên luôn. Đấy là đúng rồi. Chúng tôi muốn chơi nhạc cụ không? Anh chơi thì nãy anh có bàn với Hiệp rồi đó. Anh cũng chơi được một vài nhạc cụ. Đó là. Cho nên là anh sẽ chơi trống đi. Chuẩn luôn. Đấy. Là ra rock luôn được gì nữa. Bây giờ rock bởi vì có ban nhạc rock theo anh biết nhá. Cái quan trọng là trống và guitar lead. Mày thiếu mỗi sáo thôi, anh chơi sáo đi. Thôi chịu. Thế à? Đang quen nghe tôi hát xong rồi loa, tôi nghe lại tiếng của mình. Nhưng lần này là tôi nghe thấy tiếng của tôi ở trong tai. Và tôi chưa quen và tôi có cảm giác là tôi chỉ sợ tôi trượt nhịp. Khi nghe in-ear tôi hỏi anh Tùng là: anh ơi, nghe như thế đã đúng chưa? Em muốn có thêm tí echo giống như hát karaoke để em nghe lại em có được không? Anh Tùng bảo không. Phải nghe đứng thật của mình để không có cái độ trễ và không có cái độ vang thì mình mới xử lý đúng được. Nhìn lên cao,
phải cháy đâu mẹ. Cố gắng tự tin và bộc lộ hết tài năng của mình 100% nhé. Em và các con luôn ủng hộ anh. Em rể ơi, cháy hết mình và thăng hoa nhé. Anh Trung đẹp trai vượt ngàn trong gai. Úi chà, thôi thì anh em mình không để cho người thân của mình thất vọng thôi. Chiến và cháy thôi. Chiến thôi. Trời về đêm trước đang lạnh dần và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hừng để tim anh cồn cao và da diết trong nỗi nhớ, dường như anh nhớ bên tiếng sóng đời biến lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chẳng đừng bước đi còn bất ngờ, mà đỉnh núi cao vẫn đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chào Thành Trung, Phan Đình Tùng và Hoàng Hiệp. Yeah. Wow. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu em tôi lên sân khấu với tư cách này. Em cũng vậy anh. Rất dũng cảm. Mà công nhận là anh Thành Trung ơi, anh MC đồng nghiệp của em đâu mất tiêu rồi. Chỉ còn một gọi là một rocker rất là máu lửa và sôi sục trên sân khấu phải không mọi người? Yeah. Yeah. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh có thấy mệt hơn là khi mình dẫn chương trình không anh? Nếu mà nhàn thì là nhàn hơn. Nhàn hơn trong tổng thể một chương trình. Bởi vì biểu diễn xong là có thể được nghỉ. Nhưng vất vả hơn trong một khoảnh khắc. Bởi vì tất cả mọi giác quan, tất cả mọi sự nỗ lực đều phải tập trung vào một lúc. Và chắc là em đã biết điều đó rồi. Còn mỗi anh Tuấn ở đây chưa biết. Đúng rồi anh ơi, tụi em chỉ chờ có anh thôi. Tôi thì không thể biết được. Chỉ có tôi là mời Thành Trung dẫn chương trình. Chứ Thành Trung không thể gạ tôi hát được. Và các bạn cũng đừng quên bình chọn ngay bây giờ ba anh tài của chúng ta trên sân khấu. Anh Hiệp của em, idol của hai vợ chồng em luôn. Dạ vâng, anh có biết không, mỗi lần mà vợ chồng em mà đi xe là lúc nào cũng mở những bài hát của anh. Đó, và cũng có một cái chung nữa là hai anh em mình cùng học cùng trường với nhau. Và em thực sự là từ bé rồi em học là em rất ngưỡng mộ các anh là lúc nào cũng trên tầng 7. Là tập ngày tập đêm luôn. Và bọn em ở dưới tầng 6 đấy anh. À vậy khoa của em là tầng 6. Dạ vâng, okay. Đấy. Cho nên là ngày hôm nay thì nghe trực tiếp anh hát quá đã. Và em chúc mừng tất cả các anh. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Còn với Phan Đình Tùng thì có lẽ đã lâu lâu rồi khán giả và thậm chí cả anh không được gặp em. Yeah. Hôm nay cảm xúc ở trên sân khấu khi quay lại đây, cả đánh trống, cả làm những gì sôi động nhất trên sân khấu như thế nào? Với cái tên gọi của nhóm là Sục Sôi thì trước khi lên sân khấu, cả ba anh em đều rất là háo hức và rõ ràng với sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả đã làm cho ba anh em có một tiết mục thật là bùng nổ không ạ? Và bây giờ nhóm Sục Sôi sẽ còn sục sôi hơn nữa nếu như các bạn biết được kết quả của mình. 350 khán giả đã bình chọn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ được biết điểm số và số phiếu của các bạn như thế nào. Xin mời. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng nhóm Sục Sôi với số điểm và số phiếu như sau. Phan Đình Tùng 1390, Thành Trung 1050 và Hoàng Hiệp 520. Đón chờ kênh sớt chi tiết cập nhật tại fanpage chương trình. Neko, một người mà anh cũng đã nhìn thấy em lần đầu tiên ở với ấn tượng của anh ấy, đấy chính là trên TikTok có nói chuyện về Tề Thiên Đại Thành. Và cái tóc của em ấy cũng giống hệt như cái tóc hôm nay mà em đến đây, đúng không? Thế thì anh cũng đọc, anh cũng tìm hiểu hôm nay em mới công bố em, đúng không? Anh cũng đọc tìm hiểu thì anh mới biết là em là một trong những đạo diễn rất là trẻ ở cái thế hệ 9X và là một cái người rất là thành công, rất là tài năng. Thì thôi bây giờ thì và bây giờ sẽ là anh thanh niên mới hòa nhập. Anh nhắc lại. Hòa nhập chưa? Hòa nhập chưa? Hiểu không? Hiểu được chơi chưa? Nhớ này, em hòa nhập nhưng anh cấm em hòa tan. New Star thì trong số mấy anh em New Star thì Khôi là người đi theo nghệ thuật một cách gọi là chú tâm nhất và cũng có được cái duyên khi vào Sài Gòn. Và bản thân Khôi lúc đấy nó có cái gương mặt nó là cực kỳ đẹp trai. Mà sáng sáng sân khấu kinh khủng luôn ấy. Thì không bao giờ anh nghĩ rằng là sẽ đến một ngày ấy là anh đi theo nghệ thuật hoặc đến một ngày mà anh ngồi với một cái người cùng trang lứa với mình, nhưng đó là ngôi sao. Ngôi sao từ xưa. Ngôi sao từ xưa. Quá đẹp rồi. Quá đỉnh rồi. Ngôi sao. Sao bởi vì anh nói các em nhá, chính những động lực của các em, lời nói của các em làm cho những người anh lớn trong nghề ca thấy mình thực sự đang là ai và có một cái sự tin rằng là chính mình đã tạo động lực cho rất nhiều những người em ở đây mà những người em rất tài năng và chính mình cũng ngưỡng mộ. Em cảm thấy được rất là vinh dự mà nhà đạo này đứng ngang như là chắc là nhiều người đồng ý rằng là sẽ kinh bầu để làm lớp trưởng thì là Thành Trung. Yes, yes, yes. Tôi phải đi đâu? Có gì? Nhưng mà hai đứa con trong những cuộc chơi hay những cái khoảng trò hay những cái này những cái kia nói nhẹ qua người người em và người đồng đội trong nhóm thì Hoàng Hiệp ha là người có một cái giọng đấy là
mọi người sẽ được nghe giọng Việt là khủng khiếp lắm nghe. Mà có nói là khi khủng khiếp tài sản quý giá. Cái nhà thứ hai có cái yêu cầu này nè. Mình nãy giờ mình nâng ly theo cái kiểu lên rồi vô rồi ra, thì mình cũng làm cái action theo kiểu như vậy. Và lên và vô và ra. Bên đây. Một, hai, ba, lên. Hai bài của mình mắt sắp khó lắm. Trên tinh thần khó đấy nhỉ, là bài khó. Bài Một Lần Giang Dở ấy là bài đoạn đầu thì nghe có vẻ đẹp nhưng điệp khúc của nó là chia tay, là chia ly, trong khi đó đi qua cầu vồng lại là bài rất là happy ending. Đầu tiên mình phải định hướng cái bài của mình, nó là bài vui hay bài buồn? Nói chung là em, là em có ý kiến em vẫn thích theo kiểu là nhạc, tức là mình sẽ làm kiểu nhạc buồn sôi động nhỉ, có nghĩa là nhạc nhạc GNB. Nhạc GNB rộn ràng và buồn. GNB khi mà hai cái bài về nội dung truyền tải nó quá ngược nhau và cách hát của các cái bài đấy nó lại quá khác nhau, và khi mà mình mix nó vào, mình tạo nó một cái đường dây để có thể tổng hòa được trên tai nghe của người nghe, cảm thấy phấn khích cũng như là cái cảm xúc của con tim được lay động khi mà cái nhạc nó nổi lên. Đấy là một cái cực khó rồi. Mình phải đặt một số những cú twist để làm cho cái bài của mình trở nên thú vị hơn, khán giả không đoán trước được. Đúng. Càng bàn cái ý tưởng càng được mở rộng ra thì anh em mới nhận ra là ta đang làm nhạc kịch chứ không chỉ đơn thuần là một bài biểu diễn bình thường. Và chương trình có một cái phần expert ấy, là cái phần mà mình sẽ làm thêm. Viết. Đấy thì em nghĩ là cái phần đấy mấy anh em mình viết thêm rap rồi các thứ. Anh nghĩ là không có gì hơn là rap. Quan điểm của anh khi anh tìm các em ấy là anh muốn tìm ba cái màu giọng, ba cái màu âm nhạc đặc biệt để ghép vào với nhau. Ghê chưa? Anh đi tìm để anh đầu tư đấy. Tất nhiên. Màu show. Mặc dù anh biết các em nghèo mà anh vẫn tìm các em. Anh phải đầu anh tư. Nghèo các nhất em. Anh nghèo nhất đấy anh ạ. Phải thú nhận một điều, nhà hát là cái nhà ai cũng có những cái điểm cá nhân không được cao so với các nhà còn lại. Thì anh em phải cố gắng. Chủ đề công công này là người thiếu niên mà tuổi nào mà. Là mình có được một cái kỷ niệm yêu đơn phương trong vòng 3 năm. Có nghĩa là ngày nào đi học đến trường không? Là mình cũng phải đến sớm để đứng từ trên tầng 3 nhìn bạn ấy lại đi từ cổng trường vào. Đấy mà không dám thổ lộ. Thế thì anh nghĩ rằng là anh sẽ vào một cái vai là có thể là một cái vai rất là nhút nhát chẳng hạn như thế. Nhưng mà anh không có nên vô cái vai mà nhút nhát. Thế à? Không hợp à? Không. Không. Đó là anh sẽ làm ngược lại với quá khứ à? Đấy, ngược lại. Hồi xưa mình không làm vậy, giờ mình đúng phải rồi, làm ngược lại. Kiểu bad boy đúng không? Màu sắc lên. Ý em là mặt anh không hợp với sự tử tế à? Không. Ý em là mặt anh không hợp với sự tử tế à? Không. Nên có hai cái bơm chéo này. Thì là sau khi đấy là em sẽ kéo ra đi được này. Rap thì là Vân sẽ đi về. Tại vì có đoạn góp. Góp thì Vân sẽ đi về. À, góp nhảy xong là Vân sẽ tự tin về. Ôi, thì chuyển đến. Đâu đó là em rap rồi. Thì mỗi người đều sẽ tham gia vào trong một cái phần phần của cái tiết mục này. Ví dụ như anh Thành Trung thì nghĩ đến một cái idea, một cái câu chuyện chung cho bài diễn. Hoàng Hiệp thì dựng bè cho anh em hát, hoặc của Hoàng Hiệp và Quốc Thiên dựng bè cho anh em. Hà Lê và Hoàng Hiệp và Kiên Ứng thì phụ trách cái phần rap, bọn tôi đều cùng viết. Mình cũng làm việc thêm cho anh em về phần hệ thống lại cái phần rap đó, làm sao để cho nó mượt mà nhất. Và chỉ cho anh em các cái điệu nhảy, các cái bước nhảy, chuốt lại động tác cho anh em. Bên cạnh phối hợp với cả biên đạo. Mỗi một người bọn mình thì đều có một cái vai trò riêng. Và ở trong một cái ca khúc như vậy thì bọn mình muốn làm sao để cho tất cả anh em đều có thể là có cái đất diễn của mình, đều có cái đất để mình tỏa sáng và được trải nghiệm làm những cái điều mà trước giờ anh em chưa được làm. Đấy, ví dụ như anh Thành Trung và Hoàng Hiệp thì có thể sẽ rap, sẽ được rap này. Quốc Thiên cũng có một đoạn rap của riêng bạn ý này. Đấy và yeah, tất cả chúng tôi
đã nhìn bọn tôi như một nhóm nhạc, một nhóm boy band vậy. Đấy, và bọn tôi đang cố gắng là hòa quyện với nhau để tạo nên một cái tác phẩm nó vừa vui, nó vừa có một chút câu chuyện, nó vừa hài hước, nó vừa kinh dị một chút. Yeah, mình hơi tham nhưng mà đã nghĩ ra đến đây rồi thì chắc là bọn mình sẽ phải cố gắng theo đến nó đến cùng. Có nghĩa là nhá, trong lúc anh rap thì Vân thấy đeo. Vì sao? Bởi vì lúc đầu anh vẫn muốn là Vân nó xinh đẹp để khi bọn anh bước vào là bọn anh thích. Đến khi đến cái đoạn đấy đeo mặt nạ vào và để phân thân ra để cho bốn cô kia ra, để khi gỡ cái mặt nạ này xuống thì là nhìn thấy cái mặt của các cô ấy, thì dùng một cái gọi là dùng một cái thủ pháp đấy em nó. Thì sau này khi cái đoạn mà điều thứ hai mà hạ mặt nạ xuống rồi thì là bọn anh đã chuẩn bị chiến đấu rồi, thì lúc đấy bọn anh sẽ tập trung vào phía Vân. Để nhưng mà là không giống đẹp đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là Vân đeo cái mặt nạ lên thì coi như là cái hình tượng mà khi bốn kia nó xuất hiện, bốn kia nó thả cái mặt xuống là ma thì mọi người biết ngay Vân cũng là ma. Đừng báo hổ với cả chỗ anh Đài mà có chơi chỉ đóng nhá, thì chuẩn bị gặp tuyệt vỡ thì tự nhiên bà cho tất cả con gái của bà đeo mặt nạ lúc để xem cho ai đó. Cái kiểu này giống như thế thôi. Cô Vân này cô đang muốn lừa với thằng này, cô đeo mặt nạ vào không cố phân thân ra thì các anh này sẽ xem là ai mà ai chọn cô ý, kiểu thế thôi. Nhưng đến khi mà bốn cái hạ xuống làm mặt ma thì là lúc đó là bọn anh đã biết rồi, lúc đó là bọn anh không có gì bất ngờ thì bọn anh đã biết, bọn anh biết. Còn là ban đầu là vẫn đẹp, bởi vì ban đầu vẫn đẹp như để lừa khán giả. Thế thì chiếc kia mặt nạ thì nó lại nó cả nhân em nhé, em nghĩ là cái đường dây mà nó hỗ trợ cho rap dễ nhất thì đấy là giống như kiểu là đoạn đầu khi mình đang hát với cả nhau cái bài diễn ra trên đàn piano. Thì cái lúc mà bước nắm tay của cậu, thật ra là nên cả năm anh cùng nắm tay cô ấy đi qua cậu. Sau đó thì đến cái đoạn rap ấy, là từng anh kiểu kéo tay cô ấy. Về chuyên môn của mình thì mình cùng với cả anh Trung là lớp trưởng nghĩ ra một cái content để làm sao mà cái đường dây của hai bài hát tuy nó không liên quan gì đến nhau, nó tương phản 100%, nay đã có thể kết hợp vào và có thể kể được một cái mạch truyện nó khá là rõ ràng. Nó cũng có twist và nó cũng có những cái điểm bất ngờ highlight trên sân khấu. Thêm nữa là khi mà kết hợp được cùng với cả chị Thư là tổng đạo diễn chương trình ấy, thì chị đã kết hợp cùng với cả team nhà hát để làm sao cái phần biểu diễn cũng như là phần đi lại, phần thể hiện của tất cả anh em ấy, nó có một cái gì đấy bù trừ lẫn cho nhau. Và để mà nói rõ hơn nữa về cái việc là khi mà mình đóng góp được cho các anh em ở một số các cái nét diễn cơ bản, đấy là đoạn nào cần nên tương tác, đoạn nào cần nên có một cái reaction, một cái phản ứng dữ dội về việc là người đàn ông này đang tán tỉnh cô gái kia và cướp mất cái phần lượt của mình, và sau đó mình phải phản ứng với cái điều đấy và mình tranh lên mình cướp, để thấy được cái sự cạnh tranh, thấy được cái sự máu lửa của các anh em đang ở trong cái tình huống đấy là chiếm được cái trái tim của người con gái. Cái đoạn đấy thì cái đoạn đầu ấy trượt thì mình diễn thôi. Đều là anh em đều cái chồm này này. Em nhưng mà em là em sẽ chồm kiểu như này này. Để nghe lại cái nhạc đoạn đấy xem nó là cái đoạn nào. Cách nói nghe. Chưa. Da 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 da. Chồm tới. Có thể cà nồng tè lên. Tăng. Đó. Được bây giờ phải chạy lên kia kìa. Lên đi. Lên đi đúng chợ đúng đô vào. Như xung quanh không màu. Cái treatment đó với cái treatment lúc mà đi ra mà cầm cái gậy mà nhảy á là y chang nhau luôn, nên mọi người sẽ không nhớ. Nên vì thử hỏi nè, là cái chỗ đó, nhưng mà thay vì chỗ đó mình sẽ dàn trải từ đây stay high cho tới cái chỗ này, cho tới chỗ này thì như thế nào để mà bắt đầu cái đoạn mà ta ra đó, và tôi muốn kiểu mà không làm động tác luôn, cho dancer chạy náo loạn hết để cho mấy ông này đi vô lấy cây thôi, không làm động tác mấy cái cây thì là ở trong đây rồi. Cây thì là ở trong này rồi. Trong túi quần rồi. Là quá tuyệt vời. Bấm phát là được luôn. Mà mọi người phải giấu vô đâu đó để mà vô lấy thì quá tuyệt vời. Vậy bây giờ nè, chàng cái ảo thuật mà. Là cái khiêu vũ đó là đứng ở trên kia đi. Cũng hợp lý đấy. Rồi chia đây xong rồi. Tại vì mình có thời gian đi lên mà. Đúng rồi. Còn thậm chí tôi còn thấy hai người đứng cặp với nhau mà đứng chờ.
Lúc mà anh em tập, anh em nhà hát tập thì toàn bộ cái đường dây đã tính hết rồi. Biên đạo Bi đã tính cho các anh em là đoạn nào lên, rồi các động tác nhảy các thứ, mọi thứ rất là rõ ràng rồi. Nên là trước đó các anh em nhà hát nó rất là tự tin. Nhưng mà nó có bị một cái vấn đề ấy là sân khấu khác này, rộng hơn này. Và cái mong muốn của đạo diễn cũng rất là hợp lý. Đó là mong muốn tận dụng 100% tất cả các ngóc ngách ở trên sân khấu để có thể tương tác với tất cả khán giả. Thì về bản chất tất cả những cái ý định và những cái plan dự định ban đầu của nhà hát ấy hoàn toàn bị thay đổi. Thậm chí có một số động tác khó đạo diễn đã cắt. Và một số những cái đường dây di chuyển về đội hình ấy cũng thay đổi 100% luôn. Anh Trung sẽ ở dưới kiểu bắt quyết múa múa múa. Anh Trung sẽ đúng rồi. Hai người sẽ lên một cái tông cao kiểu Cobra. Và mọi người đứng hàng ngang. Đúng rồi. Xong để sau đó là tất cả vừa cắt kết thúc cái đấy vừa cái nốt đó. Cái là bắn bùng cái là bắt đầu đi xuống nhảy. Yeah. Như là một nghi thức. Đúng rồi, nghi thức là tao là pháp sư. Tao là pháp sư. Bên nào chém bên đó. Xong bước thẳng lên nè. À đúng rồi, thẳng lên luôn. Hai đi. Sang ngang lên đằng trước. Đúng rồi. Tiếp tục lên trên cao. Hai tay lên cao luôn. Đúng rồi. Rồi, cái cây của cái vị trí của cầm tay của anh Quốc Thiên. Đúng rồi, cầm xích lên chút xíu. Rồi, mình có cảm giác là mình đang ghim gậy xuống nha. Đúng rồi, cảm giác xuống 2 3. Rồi cái dáng đúng rồi, cái chân mở ra luôn, dáng đứng tấn luôn. Đúng rồi. Rồi cái phần tay này rộng ra chút xíu nè. Cảm giác cho nó mạnh mẽ lên. Rồi cái này hơi khó chút xíu nè. Rồi mọi người đang vậy đúng không? Mọi người chỉ cần đổi tay nè, tay phải xoay, đổi tay trái, nắm tay phải. Rồi đang cầm tay lại nè. Rồi lại lần nữa, sau khi ghim xong nè. 2 3 5 6 7. Qua bên đây. Đúng rồi. Qua xéo nè. Và cảm giác mình như đang đúng rồi, và cảm giác mình đang phất cờ nè, kéo cái cờ qua. Cảm giác thôi đúng rồi, vòng vòng. Xong chém qua bên nghe. Vào chừng này cái điểm đúng không nè. Chém mặt ngang luôn, và mặt hướng ngang nè, mặt hướng bên phải luôn, nhìn thẳng lên. Rồi từ vị trí này, đây, qua bên đây, mọi người long motion lại chút xíu. Nó có một cái điểm dừng, bên đây sẽ lên. Một, đúng rồi, bắt đầu sẽ lên, long motion lại. 5, 6, 7, chém, 1, 2, lên, 3, xuống, 4, xoay, 5, 6, đánh, 7, 8, end. Long motion, chậm lại, đúng rồi. Dừng. 7, đúng rồi, quay qua đây, 8, end, 1, 2, 3, đúng rồi. Cái này có làm mấy người không? Có hơi mình hơn một tí thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Để mình lấy cái lực qua bên đây. Ok. Đúng rồi, cái này mình được qua tay không? Tức là khi mà mình chém mà về đến đây đó là mình chậm lại. Đúng rồi. Có một cái gì đó chậm lại. 7 8 1 giống như có gì 2 3. Đó. Mình có gì đó chậm lại giống như mình chậm lại. Kiểu ma trận ấy. Ừ. Đúng rồi. Đấy, chuẩn luôn. Cho mình dặn mọi người cái là khi mọi người ghim lên, mọi người ghim xuống này đúng không? Xong mọi người lên, mọi người xoay cái không gian ở trên đây nè. Chứ mọi người không xoay không gian ở đằng trước. Ok, Xoay trên đây. Đúng rồi, là nó nằm ở trên á. Đúng rồi, mặt phẳng ở trên nha. Cái điểm dừng của cái này nó nằm ở vị trí nào? Trước mặt mình hay là... Xéo lên 45 độ, thế này nè. 45 độ như này. Đúng rồi. Thế của kia nó đang bị chéo hẳn sang bên ngoài rồi. Thẳng tay ra. Thẳng đúng rồi, nó sẽ nằm chỗ này nè. Rồi mình lia qua 2, 3. Lia hết cái người qua. Chậm. Ok, đúng rồi. Sao vậy? Trời ơi. Một cái nét giả chân.
chưa chưa nhạc đấy. diễn lâu dữ, thấy giờ lâu đúng không, lâu 5 giây đấy. Cái phần công diễn lúc mà solo ấy thì BB Trần hóa thân là một cái ma cà rồng, thì mình nghĩ là nhắc đến ma cà rồng thì tại sao không phải là ma cà rồng nhỉ? Và ban đầu các anh em cũng nghĩ đến chuyện là hay là mời BB trở thành một cái nhân vật cameo rất là đặc biệt ở bên trong cái màn trình diễn, và BB sẽ xuất hiện ở đoạn cuối và BB sẽ khe tất cả mọi người để khiến cho trước đấy chúng tôi đang tán tỉnh một cô gái, chúng tôi đã bị cô ấy lừa và cô ấy là một con quỷ, sau đó mình đánh đuổi được con quỷ đấy, rồi tự nhiên một người phụ nữ khác xuất hiện tới quyến rũ hơn, đặc biệt hơn, nhưng mà cũng hóa ra là một con quỷ tiếp. Và mình nghĩ tới BB, những cái người mà người ta quá là giỏi, quá tài năng hay là quá xinh đẹp thì thường thường nó sẽ gây sự chú ý, cái đó là cái chuyện rất là bình thường. Một cái người mà đa tài như vậy thì BB nghĩ là không chỉ là một cái nhóm của bên Kiên Ứng đâu, mà tất cả các nhóm còn lại đều muốn mời do chương trình thôi, chứ là tất cả các nhóm là có gọi điện cho BB, mà có nói là cũng nhờ BB để cố vấn nè, để biên đạo giùm nè, rồi để lên ý tưởng trang phục, lên ý tưởng concept. Thật ra là BB cũng cũng có lén chương trình. Chương trình mình là 8 tiết mục phải không? Là 7 tiết mục còn lại là coi như là hết 6 tiết mục là BB đã góp phần vô là cố vấn ý tưởng. Thì hai anh em nghĩ đầu là nếu mà như thế thì tận dụng luôn cái sự liên quan đó để cái chương trình của mình nó có một cái cảm giác xuyên suốt, và tình cảm của 33 anh trai hoàn toàn có thể hỗ trợ nhau trong các phần thi đấu với cả nhau. Tuy nhiên thì cái thể lệ, cái yêu cầu chương trình ấy, đưa cho các anh trai ở bên trong team nhà hát là một cái gì đấy quá khó khăn và thử thách, nghĩa là không được sử dụng hay là không được nhờ vả các anh trai khác ở trong các nhà khác. Nên là thôi các anh em phải nghĩ là bây giờ phải có một thằng bị hy sinh đi. Em hy sinh cho, em sẽ làm được ma cà rồng. Thì đấy mình đã nói cái điều đó. Và mình đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để làm sao mà đến đoạn cuối đấy mình là người hóa thân thành ma cà rồng để hù dọa khán giả. Tài thực thách series đồng hành anh trai vượt ngàn trong gai 2024, nơi các anh tài cùng chia sẻ thật về những thử thách thực tại chương trình. 20 giờ thứ hai cách tuần, từ ngày 8 tháng 7 2024, trên YouTube Year One Entertainment. Ta như ngày
let go, ca dao trên đời. Nắm tay em đi qua cầu vồng, nhìn thành phố như trên cánh hoa màu hồng. Người có nhau như thế gian trong đầu. Bởi vì si mê baby, cho anh nắm tay và mình xoay nhanh way. Bay quanh mây trông em như cô dâu của anh vậy. Anh muốn bay sang Vegas gas thật nhanh này. Nên người này say E-O, chân em thật dài mà E-O, anh là có tay mà xoay cả. Vì và là vida, là vida E-O, em bắt tay vào tim anh E-O, em có thấy nhịp tim nhanh. Tin anh, tin anh, không một ai có thể bằng anh. Không một ai có thể ngó, yeah. Tình của anh cứ để đó, yeah. Ừ thì có được vô về. Anh là anh cứ kể nó. Anh muốn đưa em chạy về phía cầu vồng, nơi hai con tim sẽ được nhuốm màu hồng. Không còn hồng mình khi đến mùa đâu. Em đừng có hỏi anh có thua không. Nắm tay em đi qua cầu vồng, người làn gió kia như đang xóa vào lòng. Đến đêm ta như sao trên trời, tình yêu ta như ngàn câu ca dao trên đời. Nắm tay em đi qua cầu vồng, nhìn thành phố như trên cánh hoa màu hồng. Mình có nhau như thế gian trong đầu. Câu vồng không em đợi như xung quanh không màu. Đây là lần đầu tiên, phải nói là từ trước đến giờ Hoàng Hiệp, Đỗ Hoàng Hiệp đã luôn luôn theo đuổi một con đường, đó là con đường nhạc rock. Và các bạn biết nhạc rock nó rất là cháy đúng không? Và hôm nay thì khi mà đứng tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời là mình được
trải nghiệm và mình được sống trong cái không khí như thế này. Và thêm một điều nữa, rất mong các quý vị ngoại trừ là ủng hộ cho nhóm nhà hát chúng tôi thì còn chúng ta có thể vỗ tay thật lớn dành cho chương trình được không ạ? Yeah. Hôm nay Hoàng Hiệp mặc áo đuôi tôm trông tôi thấy cứ giống như kiểu nhạc trưởng. Dạ vâng, đúng không? Với nhóm này thì tôi thấy Kiên ứng có vẻ là ít nói nhất nhỉ? Vâng. Em chỉ thích đứng đằng sau thôi à? Dạ, em chưa quen đứng ở trước ánh sáng như này. Hay là em chưa quen nói với cái răng đang ở trong miệng? Một phần ạ, khoảng 30-40% ạ. Kiên Đính là một người ít nói nhưng mà rất là chăm chỉ, rất là cố gắng. Chăm chỉ là làm những việc gì? Là luôn luôn push các anh em phải tập và mình cũng phải tập thật là tốt. Tại vì em biết có một cái giới hạn, đó là em chưa bao giờ đứng ở trên sân khấu. Nếu mà tham gia chương trình này phải nói đúng đó là lần đầu tiên em cầm micro. Ngày xưa em không bao giờ em đi hát karaoke luôn. Thì chưa bao giờ em làm những cái điều như thế này nên là nó cũng là một cái gì đấy rất là mới mẻ. Chắc chắn là phải có động lực gì thì bạn mới đến với anh trai. À, Kiên chia sẻ là vì sau này những cái tiết mục này sẽ được con xem lại, hai đứa con của Kiên sẽ xem lại nên là Kiên phải cố gắng thì mọi rõ thứ. Rõ ràng là phải vì một ai đó mà. Yeah, vâng. Yeah. Đấy là mục tiêu lớn ạ. Mình chọn cho nhà hát thật nhiều nhá. Nhà hát đi. Diễn đầu. Diễn đầu áp lực lắm, diễn đầu áp lực lắm nên là mọi người mình chọn thật nhiều nhá. Thời gian bình chọn đã kết thúc và bây giờ là lúc mà chúng ta được biết khán giả dành cho các bạn bao nhiêu phiếu bầu. Hãy nhớ rằng mỗi một phiếu sẽ là tương đương với 10 điểm hỏa lực. Và các khán giả đã dành cho các bạn số điểm là 1.970 điểm. Và bây giờ chưa hết ạ. Hãy nhớ rằng trong chương trình này chúng ta có phần chuyển phiếu chạy điểm. Vâng. Anh nói cái em lòng em đau quá. Chúng ta đã có hai nhóm thể hiện trên sân khấu này rồi. Nhóm đầu tiên được 2.330 điểm. Và nhóm nhà hát được 1.970 điểm. Chúng ta sẽ cùng xem thứ hạng này có thay đổi sau hai tiết mục không. Mọi người có thể kiểm điểm lại cho. Thứ tự đến thời điểm này sẽ là Nhà Đam Mê 2070 và Nhà Hát 1970. Mình sống sút rồi. Đã có một chút xíu bay rồi. Tại vì họ lấy, đúng rồi. Và Nhà Hát 1970 đã có một chút xíu thay đổi rồi. Như tôi vừa công bố là Nhà Đam Mê lúc trước là 2.330 điểm. Bây giờ còn 2.070 điểm. Rất hấp dẫn. Đừng thay đổi nhá. Thank you, đừng thay đổi nhá. Đừng thay lòng đổi dạ nhá. Đừng thay đổi nhá, yêu trọn đời nhá. Cảm ơn ạ. Yêu mẹ mắt, con cảm ơn cô chú ạ. Như dự đoán là anh em mình vẫn ở đấy đúng không? Vẫn bất ngờ lắm đúng không? Có gì, làm gì có chuyện bất ngờ ở đây? Không có sự bất ngờ. Mở ra. Các bạn thuộc nhà nguy hiểm. Tổng điểm hóa lực vẫn đứng bét luôn kìa. 50.08 vẫn đi. Bét luôn. Cảm giác nó nó kiểu nó rất là thanh thản ấy. Thứ nhất là bọn mình đã làm hết sức. Và thứ hai là các nhà khác cũng đã làm hết sức. Và khi mà xem các cái phần trình diễn của các cái nhà khác thì bọn mình cũng thấy là bọn mình đã nói chung là không thể bằng được mọi người. Còn cái gì đằng sau nữa không anh? Không biết mà. Có các vấn đề sau ấy, chúng ta phải nhìn nhận này. Thứ nhất là mỗi một nhóm ấy phải có một cái gương mặt viral. Thôi. Bởi vì 350 khán giả ở đây ấy, họ ở một cái lứa tuổi như này. Đôi khi cái chất lượng ấy của tác phẩm ấy nó lại không phải là thứ quyết định. Thì chúng ta nhìn thấy là nhóm Ngũ Hành thì có BB Trần là viral, nhóm Tái Sinh thì sẽ có Tiến Luật, nhóm Sương Rồng thì có Duy Khánh, nhóm Anh Hưng thì trông như tôi có Duy Nhất, nhóm mình thì là có Thiên là viral nhất. Nhưng cái khán giả của Thiên ấy lại không phải là khán giả đang đứng ở phía dưới để xem chương trình này. Năm anh em mình khi mà ráp vào nhau là mình không tính được cái đấy. Bản thân như Kiên thì đối, bởi vì chúng ta đang nhìn thấy ở đây nhé, cái số điểm này ấy, nó dã man này.
nó không phải là số đông của khán giả để sẽ xem chúng ta biểu diễn trong cái chương trình này, mà nó lại là khán giả trực tiếp tại ở cái chỗ này. Thế có lẽ rằng là phần trình diễn của nhóm của nhà hát đã chưa chạm được đến quá đông đảo khán giả, cho nên rằng là cái kết quả đó nó đã khiến cho phần trình diễn cũng như là những cái tâm trạng của anh em có một phần nào đó nó bị hơi bị đi xuống một chút. Anh không đi được rồi, thì bây giờ trong bốn đứa thế thì bây giờ có ý kiến gì không? Em xung phong đi. Từng người một. Thiên. Cứ từng người nói một. Xem thì đây em nói từng người đây, em xung phong đi đây. Tại sao đi? Năm đứa mình drop vào là mãi mãi nó sẽ cứ ở cái mức điểm độ điểm cá nhân và cái điểm như thế. Và chúng mình bị cái vấn đề là cái bài của chúng mình an toàn quá so với tinh chất sân khấu của các bạn kia. Cái tư duy của anh em mình ấy nó đang bị đây như là thế kinh đấy. Nghiệm của chúng ta. Đúng rồi. Cái thứ hai là chúng ta đang chơi chan hòa quá. Như anh em Vinh Hải phân tích, mình tự tin là ok, tiết mục của mình cũng ok, nhưng trong tổng thể 7 cái thì mình đúng là lép vế nhất. Mặc dù mình là nhà hát, em bản thân em phải thú thật là em cũng nói với chương trình luôn là nói trên truyền hình, nói phỏng vấn ấy, là em không hiểu cái format chương trình. Và bản thân em muốn vô đây là mỗi số mình sẽ được giao thoa với các màu sắc khác nhau. Chỉ mới nói ra thôi thì mọi người sẽ nghĩ là Thiên sẽ là một cái người hơi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, không nghĩ cho các anh em. Nhưng để mà sâu xa nhìn vào cái cục diện của các đội ấy, mà khi mà Quốc Thiên vẫn ở nhà hát ấy, thì chắc chắn sau đấy sẽ không có một sự thay đổi nào khác. Em thì muốn đi hay ở? Em đi ở. Khi mà em đưa ra một cái ý tưởng gì hay một cái gì đấy, em sẽ bám nó theo cả cuộc đời em. Khi mà em bước chân vào nhà hát ấy, là em cũng mang cái tư tưởng đấy. Bản thân em là em vẫn muốn là gì? Được ở lại để làm theo tiếp những cái gì mà em mong muốn. Tôi okay. Ý định ban đầu đấy. Ok xong. Rồi, Kiên. Em thì em nghĩ nhiều về cái tính có lợi cho tập thể, nên là em rất là muốn làm sao ở trong đội có những cái người mà điểm số với cả về khả năng ấy, là điểm số là phải cao này, và khả năng thật sự là phải có này. Tại em thì đang không có được những cái như thế. Em vẫn đang kiểu gọi là tập tành các thứ thôi. Mà em tin chắc là nếu mà chẳng như là em có đi ấy, sẽ có nhà cứu. Thì em nghĩ thế. Dù đúng là em là có một tí kinh nghiệm về làm đạo diễn, có thể nghĩ được ý tưởng, nhưng mà ở nhà hát không chỉ có một mình em, anh Trung cũng hoàn toàn làm điều đấy. Mà anh Trung lại không thể nào đi được rồi. Mà em cũng không thể nào để cho cái kiểu là mình không đưa ra được một người nào đấy, xong rồi mình lại về loại nhau, mình lại không được điểm. Nhưng mà tính về vấn đề mà được lợi, thì ví dụ thì như kiểu cái ý của em là em có thể đi. Thực ra bây giờ ấy, anh ngắt một tí, nếu mà được lợi nhất cho nhóm của mình ấy, là người đi phải là anh, em hiểu không? Đúng. Thứ nhất là cái điểm cá nhân là Hiệp cũng rất là thấp. Và cộng thêm nữa là một phần nữa là anh cũng rất tự tin vào cái khả năng của anh. Nếu như anh bước ra khỏi nhóm nhà hát thì vẫn có những đâu cũng có nhà hát giang rộng ấy. Cái sự chuyển giao đấy nó vừa là cái cơ hội cho những cái người mà muốn được chuyển giao, muốn được trải nghiệm. Và nó cũng là cái cơ hội cho những người ở lại để cho họ phải có một cái tư duy mới. Họ phải thích nghi hơn với cả một cái hoàn cảnh mới. Góc nhìn của mình thì mình đón nhận cái việc chuyển giao đấy nó theo cái cách như vậy, là ai cũng sẽ có thêm một cái cơ hội nữa để được làm tốt hơn so với cả ngày hôm qua. Đầu tiên xin chúc mừng các anh tài của 6 nhà đang có mặt tại phòng hội nghị. Đây chính là 6 nhà an toàn sau công diễn 1. Yeah. Hiện tại bây giờ chúng ta đang có 2 nhà vắng mặt, đồng nghĩa đây là 2 nhà rơi vào vòng nguy hiểm với số bình chọn thấp nhất từ khán giả. Đó chính là nhà đam mê và nhà hát. Đón chờ concert, chi tiết cập nhật tại fanpage chương trình. Từ từ, mình cứ vỡ bài đi cho mọi người cảm đi. Rồi, hát hết một lần. Đúng rồi. Hả? Anh ơi. Anh chửi người ta hay sao mà dữ vậy? Anh chửi ai mà dữ vậy? Nếu một mãi. Nghe nó chửi lành ghê á. Ý là nghe mình một lần đi, xong rồi từng người nói một là có thích không ấy, có muốn được hát bài đấy không ấy, cho dễ. Mình chỉ được 6 người hát thôi. Nha. Một tiết mục có 6 người. Bên này làm bằng bông gòn, cả uốn thép ở bên trong.
không nên lặp lại lần hai. Anh nghĩ cái đoạn này là phải là rap. Lặp lại lần hai bị nhàm rồi. Tức là khi mà anh đọc cái anh lời bài hát cũng như là anh cảm nhận cái giai điệu ấy, cũng có một cái anh nghĩ đến một cái khoảnh khắc của đời người khi mà người ta chuẩn bị biết rằng mình sắp mất thì lúc đấy là một loạt những ký ức nó sẽ ùa về. Đúng rồi. Thì lúc đó là cái lúc mà tự nhiên trong đầu người ta sẽ tua lại tất cả những gì mà đẹp nhất hoặc là phim quay chậm bất kỳ một cái gì cả. Ừ. Mục tiêu của mình á sẽ là ngoài hát hay ra là mình phải cần xúc động và quan trọng là nó phải đánh vào trái tim của mọi người. Thì cái thông điệp đó mình mới rõ ràng và mọi người mới nhớ mình, dù cho mình diễn số 1 cuối thì mọi người sẽ nhớ mãi. Nên em chỉ mong muốn là mọi người ngẫm lại những câu chuyện thì câu chuyện nào cảm động nhất. Các bạn bên đội nhà hát có Kiên Ứng nữa, là vì Kiên Ứng làm đạo diễn nữa cho nên là các bạn có rất là nhiều ý tưởng và mỗi người cứ mỗi lần mà đưa ra một vấn đề gì đó là mọi người sẽ đưa ra tới 3-4 ý tưởng lận, cho nên là cái chuyện này nó xé ra rất là dài. Và khi mà tụi Hưng ngồi xuống bàn thì đúng là bàn không có ghế luôn, bàn là bàn đi suốt cứ bàn hoài bàn hoài. Có những cái đêm mà bàn tới 4 giờ sáng vẫn thấy các anh em nhắn tin nhau để bàn. Và Hưng nhắn lên là ngủ đi anh em ơi, mai còn phải bàn tiếp mà. Mình hôm qua mình đã quyết định là đã quyết định rồi thì không quyết định lại, tại vì ngày mai mình họp với Thư nên mình chỉ nói một lần thôi. Lỡ rồi lúc sau cái mình tập khó khăn thì mình lại nản chí á. Bài này cũng là bài vocal nên em không muốn mọi người phải nhảy hay đu ba gì quá nhiều, phải mình chỉ là những người kể chuyện để tập trung 100% vô giọng hát, còn cái chuyện mà perform là để cho nhóm perform làm. Hiện tại thì thực ra là bên team của bọn em là cũng đã có cái idea là mình hình thành làm cái gì rồi, nhưng mà mấy đứa cứ trình bày đi, tại vì giờ từ cái tới công này là Thương phải im xíu rồi đó. Okay. Thư hết ý tưởng rồi. Ý là bây giờ mình cứ có cái gì mình cứ đưa cho Thư hết đi. Em nghĩ trước khi nghe nhạc cái này có camera nha, không phát biểu linh tinh nha. Trước khi nghe nhạc cái gì là cái lời bài hát của Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời là bài vocal, nó cũng khá rõ về cái content đấy, là một cái người sắp ra đi hoặc là một cái người chưa có cơ hội được đi tới cái đẹp ở trong cuộc sống của mình mà đang nhìn lại hoặc là đang cố gắng hướng tới là để mình có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Bản thân là bọn em nói chuyện với cả nhau thì anh Jun cũng có biết đến một số các cái trường hợp, ví dụ như các em bé bị bệnh tim. Thì vì bọn em lấy vào một cái từ đấy là những cái bạn bé mà bị bệnh như kiểu bệnh tim này hay là bị bệnh xương thủy tinh này, thì người ta như bệnh tim thì sẽ không chơi quá được 10 giây là sẽ bị ngất. Còn những bạn bị xương thủy tinh thì có thể đứng dậy là sẽ bị một vấn đề gì đấy rất là nguy hiểm đến tính mạng. Như hôm bữa Jun có bàn với anh em là Jun có thể mời được những người thật việc thật lên sân khấu luôn. Mà các em bé đã khỏe rồi, sau khi được cứu sống rồi. Em nghĩ đây là một bài vocal thì chúng ta cũng cứ tập trung giọng hát, những cái hoạt cảnh thì nó để sau. Đang chốt nó không, này. Không sao đâu Huy, tại vì anh nghĩ nè, mình là vocal nhưng mà mình phải chạm tới khán giả chứ. Chứ nếu mà chỉ mà đứng hát không á, nó không đủ chạm. Thứ hai em nghĩ là kiểu nó chỉ cần những cái hoạt cảnh và... Không phải ý là anh hiểu, nhưng mà vấn đề là mình phải tính làm sao để cho nó cùng với hình ảnh với âm nhạc, nó đẩy cho cảm xúc á. Nhóm lần này biểu diễn thì có... Hiệp này, có Duyên Phạm này, có anh Thành Trung và có anh Phạm Khánh Hưng. Thì bản thân Hiệp cũng nhìn thấy là có đầy đủ những cái quãng để mà có thể kết hợp được với nhau. Và đặc biệt rằng là trong phần trình diễn lần này thì bài hát mà nhóm thể hiện đó là một bài hát hết sức tình cảm và có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Chính vì thế mà cái nội dung truyền tải nó cần phải được nhẹ nhàng và nó cần phải được lắng đọng. Anh nghĩ là anh em mình sẽ là như này, lượt đầu để khoe giọng từng người một. Sau khi mỗi người đã có một cái phần khoe giọng mộc của mình rồi thì bắt đầu đến đoạn 2, điệp khúc 2 và đoạn điệp khúc cuối bắt đầu bè, bắt đầu có hiệu ứng. Thì lúc đấy là mọi người sẽ đi từ thấp đến cao để cái bài mình nó sẽ ở cuối cùng ấy, là nó cao trào và nó dày dặn ở cuối. Đối với em thì cái bài này nó có thể không phải ở đoạn đầu, nó không phải nhằm ở cái chỗ là mình sẽ khoe giọng, mà đối với em thì là nó sẽ nói lên cái cách xử lý và cái tình cảm của mỗi người ấy. Thì cái đấy nó quan trọng hơn là cái việc là mình cái chuyện đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như em, chúng ta hãy theo những hát kiểu hơi kể chẳng hạn, anh Trung thế đúng không? Anh có cái cách hát riêng của anh đấy, nó mỗi người sẽ một cái phải cách như thế. Xử lý khác nhau. Nhưng mà nó phải chạm. Phải chạm với cái nghĩ cái điệp khúc này đầu tiên anh Hiệp hát, em nghĩ chắc anh chỉ em nên bè, ý là em không nghĩ là mình sẽ bè hết, nhưng mà mình phải có một cái nhấn, một chữ hay là một câu gì đó
Mày mình tập đi, mình tập đi. Cứ chạy qua đi. Tập đi, mới tập tối. Thử nhá, thử nhá. Dạ. Yeah. Ôi, học cách yêu thương người khác tươi và bao dung cho người ghét tôi. Cuối hai em mình phải nhìn nhau á. Không có phải nhìn nhau. Chung về phần vocal ấy thì em thấy là ok, rất là hay rồi. Tám đủ. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa đủ. Đối với bài hát này nên vừa đủ. Hôm qua em có nghĩ là nếu mà cái bài này nó hay, nó hơi gọi là yên bình quá. Ừ. Nên em cũng thử viết một cái giai điệu mới, nhưng mà khúc này nó cao quá so với em. Thì em nghĩ là anh Hiệp hát phụ em. Yên bình quá, em viết thêm một đoạn cũng yên bình hơn. Yên bình hơn nhưng mà cái giai điệu nó dâng cao một chút. Đổi đi một tí. Đổi một chút điệp khúc thì... Thế nào anh chưa hiểu? Em nghĩ này, nó phải có sóng như... gió chứ, mình mới quay về yên bình. Thì... Đó, em thử áo mà coi. Ok, khúc này á thì nó đang thế này. Như áng mây trời lững lờ nhẹ đổ cơn mưa, thả mưa nước trôi nhanh đất tươi xanh nở hoa, ngang hướng cho đời như ru mời lời yêu thương, giữ chi cho riêng mình bình yên ơi. Anh hát cao hẳn lên. Hay đấy. Để em Hiệp thử đi. Để em Hiệp thử cái câu nhưng mà anh cao thử lần cao hơn á, tại vì em nghĩ là nó cao hơn đúng không? Hay là mọi người muốn cho phá cách chút xíu làm tiếng miền Nam không? Như áng nắng mây trời. Thôi. Phải đẹp hơn nữa, đẹp hơn. Em nghĩ là nơi là anh Hiệp. Hiệp cũng đã được nghe tất cả những nghệ sĩ tham gia trong chương trình hát từ những công diễn trước và cũng hiểu là mình nên đưa những điểm mạnh của mình ra ở một thời điểm nào trong bài hát. Hiệp lần này cũng mong muốn rằng là cái giọng hát cao của mình nó được vào đúng chỗ, đúng thời điểm để cho khán giả có thể tạo nên một sự tương phản giữa các giọng hát. Đó là cái điều mà Hiệp nghĩ rằng nó sẽ đánh vào cảm xúc. Đánh vào cảm xúc của người nghe trực tiếp. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, cái bài này tôi đã sống rất thanh thơi. Thì có bài này không? Hay là bài sau? Nếu một em nghĩ là cái chữ là nếu một mai á thì nó sẽ hay. Nhấn như là... nhấn vào cái đầu thôi. À. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thanh thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Tuyệt vời tuyệt. Sống rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Sống rất tuyệt vời. Tôi đã sống rất tuyệt vời. Tuyệt vời nó ăn thôi. Tuyệt vời hả? Thì nghe luôn hả? Một nốt thôi. Đâu thử lại đi, hai anh em hát lại đi. Hai, ba. Nếu một được lần hai nhá. Nếu hai ba. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Quan không? Sống rất tuyệt vời. Thấy cái bài tự nhiên của em đi. Tuyệt vời. Sống rất tuyệt vời. Sống rất tuyệt. Sống rất tuyệt vời. Thử lại nhá. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đó. Tuyệt vời. Ba đây. Ok ok. Bẻ ba tôi, bẻ ba tôi. Rất tuyệt vời. Ok. À, vừa là năm. Hồi nãy là thấy tuyệt vời. Hay là gió không ta? Sống rất tuyệt vời. Không, bắt đầu này tôi là đầu này phải mềm thôi. Ok. Để mình đừng phé. Như áng mây trời lững lờ nhẹ đổ cơn mưa, thả mưa nước trôi nhanh đất tươi xanh nở hoa, ngang hướng cho đời yên dù mời lời yêu thương, giữ chi cho riêng mình bình yên ơi. Nếu mùa mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thành thơ. Nếu mùa mai tôi có
là sau khi mà cái đồng ca thứ nhất một em bé xong rồi tới hai em bé thì nhạc lên một cái là lơ là anh em mình hát luôn ha. La là la la. Nhưng mà em nói thế này này. Sai mày đúng không? Em theo em dựa theo em nghĩ là cái đoạn này la 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 ấy thì em cần một cái gì đấy nó giọng nó bay thì có thể em sẽ la la vào đấy. Còn ví dụ như là giọng của anh Trung với cả anh Hưng mà có thể cả dự luôn nữa thì mình hát cái đoạn điệp khúc ấy thì mình đấy đúng rồi phải để xa ra để nó bộc lộ được cả cái dàn của trẻ con lên nó mới là điều quan trọng. Nói chung mình cứ xác định là đến đoạn cuối này thì chúng ta đều để xa mic ra một chút. À ok. Khoảng cách rồi. Ủa cái khúc mà lên tông sau thì sao cũng xa mic luôn, xa mic luôn. Cũng xa mic hết. Ok. Bởi vì nữa đang nhẹ nhàng mình. Thì người ơi, nghe nó bị nó kiểu hai cái trạng thái nó khác nhau. Ok. Xíu, mình đang diễn phim mà ráng thì nó hơi vất vả. Tôi nói là ngày mai các bạn khán giả sẽ được một món cho các bạn khán giả cùng nhau thả đó. Ok. Ngày mai mình sẽ dùng lắm rồi. Tôi lúc đó để hát. Được. Ok.
tất cả các anh tài trong Liên Minh Cửu Long. Thì ngay sau đây mọi người sẽ là những người cuối cùng trong ngày hôm nay lên sân khấu. Thì em muốn nghe một chút về cảm xúc của mọi người này. Ở đây thì các anh có ai có áp lực gì không thì có thể chia sẻ cho em cùng biết được không? Một lần nữa Linh Chun lại có mặt trong nhóm vocal của Liên Minh Cửu Long. Và đây là một bài hát mà các anh em, không chỉ là các anh em của nhóm vocal đâu, mà cả anh em trong nhóm perform cũng rất là yêu thích nữa. Đó là bài hát Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời. Một ca khúc rất là ý nghĩa và nhân văn. Còn em hỏi về áp lực thì bây giờ chắc là để hỏi anh Hưng đi. Anh áp lực không? Anh chả áp lực. Anh chả áp lực. Ồ, sao vậy? Không có áp lực gì mà tay run thế à? Chả áp lực. Không có áp lực gì hết à? Không có áp lực mà chỉ có niềm vui. Niềm vui bởi vì bọn anh được hát một ca khúc, được chọn một ca khúc mà ở đó nó có khá nhiều những cái sự duyên may ở đây. Ở một cái độ tuổi trung niên này đã có một cái thanh xuân, có thể nói là cũng rất là rực rỡ, cũng đã làm được rất nhiều việc, cũng đã trưởng thành. Thì thực sự đến lúc này bọn anh ở một độ tuổi mà bọn anh cảm thấy rằng là mỗi ngày qua đi thật sự nó rất là đáng quý với mình. Thế nên là khi nghe ca từ của ca khúc này, mặc dù là đầu tiên anh nghe, thì anh cảm giác như đây chính là ca khúc ở bên trong mình, cái tiếng nói ở bên trong mình. Thế vậy còn anh Hiệp sao ạ? Em thì em xem cái group anh rất là lâu rồi. Đây là một bài hát kiểu mang tính chất tình cảm. Với anh thì nó có phải là một cái sự áp lực không? Hay là anh đã có một cái chiến lược gì đó để anh có thể gọi là vượt qua chông gai ở bài hát này? Trước khi mà lên sân khấu sắp tới thì mình không có một chút áp lực nào cả. Nhưng mà sau khi mà anh Trung nói thì mình cảm thấy rất là lo lắng. Kỳ gì? Anh gây áp lực cho em à? Tốt em ạ. Có áp lực thì mới có kim cương. Đùa thôi anh ạ. Phải nói là như thế này là Hiệp cũng rất là trân trọng, bởi vì là cũng rất là bất ngờ, bởi vì không thể ngờ được là Hiệp lại có thể được nhiều khán giả yêu quý mình đến như vậy. Và đó không phải là áp lực mà đó là một nguồn động lực rất lớn cho Hiệp. Đến thời điểm này thì trong cái con người của Hiệp nó thoải mái, nó trở nên một cái gì đấy nó có thể bay bổng. Và Hiệp nghĩ rằng là bên cạnh việc mình hát rock thì mình có thể hát được nhiều thể loại nhạc khác. Hiệp tin rằng là với những nguồn động viên của khán giả, và đặc biệt là nguồn động viên của chính con trai mình, thì Hiệp sẽ mang tới một màn trình diễn, một Hoàng Hiệp khác, và hy vọng được khán giả đón nhận. Và cảm ơn tất cả mọi lời chia sẻ của các anh. Và với một thông điệp vũ trụ tốt đẹp như thế thì hy vọng các anh sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình. Và bây giờ em xin mời các anh lên sân khấu. Chúc mọi người tốt. Yes, Cửu Long, Cửu Long nào. Cửu Long nào, Cửu Long đệ tử vào đây. 1, 2, 3. Cửu Long, Cửu Long, Cửu Long. Tôi có một câu hỏi muốn dành cho tất cả mọi người. Ở đây không biết là có ai thích sự chia ly không ạ? Không ai thích sự chia ly cả. Ngay cả bản thân Jun cũng đã trải qua rất là nhiều cuộc chia ly trong cuộc đời. Dù cũng hay nói dối rằng là mình có thể ổn, nhưng mà chắc chắn là sẽ không bao giờ ổn được. Nhất là sự chia ly với những người thân yêu của mình. Với tiết mục cuối cùng ngày hôm nay, Jun hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cùng lắng lòng lại một chút để cùng bước vào một giấc mơ khác. Một giấc mơ giản đơn nhưng tuyệt đẹp của một người mẹ. Mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc được mang tên Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời. Nhắm mắt thấy tôi quay về, về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua. Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại,
nhìn lại năm tháng qua. Tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xóa đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thành thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Như áng mây trời lững lờ nhẹ đổ cơn mưa, thả mưa nước trôi nhanh đất tươi xanh nở hoa. Ngàn hương cho đời như rũ mời lời yêu thương, giữ chi cho riêng mình bình yên ơi. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thành thơi. Cảm ơn Liên Minh Cửu Long và đặc biệt là các em nhỏ ở nhóm ABC Kids. Chào các con. Cảm ơn các con. Có thể nói là một bài hát chạm đến rất nhiều cảm xúc của tất cả chúng tôi. Các bạn hãy nói những điều mà cần nói với tất cả khán giả.
Đây là một ca khúc mà nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã tặng cho Jun để Jun cùng đồng hành với một chương trình thiện nguyện được mang tên là Vết Sẹo Cuộc Đời cùng với chị Ngô Thanh Vân, và đã đồng hành với chương trình này qua 10 năm và đã hồi sinh được rất là nhiều bé. Thì tại nơi đây, mọi người đã thấy được một minh chứng đó, đó chính là bé. Con nói cho mọi người biết nè, con tên là gì nè? Con là Lê Chí Kha. Wow. Thế bây giờ chú Trung hỏi con này, thế lớn lên trong tương lai con muốn con làm nghề gì nhỉ? Bác sĩ. À, con làm bác sĩ à? Tại sao con muốn làm bác sĩ nhỉ? Bác sĩ nuôi mẹ bà. Bác sĩ để nuôi mẹ bà. Người ta ước tính là một năm Việt Nam chúng ta có khoảng 15.000 trẻ em mắc dị tật tim bẩm sinh. Và 85% những người mắc dị tật tim bẩm sinh nếu không được phẫu thuật thì không thể đón được cái sinh nhật lần thứ 18. Và 25% trong số đó nếu không phẫu thuật kịp thời thì không thể đón được sinh nhật lần thứ nhất. Thông điệp quan trọng hơn cả mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là tất cả chúng ta cùng lan tỏa đến với mọi miền của Tổ quốc để con em có một cuộc sống bình thường và có một tương lai giống như tất cả chúng ta đang ở đây. Cảm ơn những thông điệp hết sức ý nghĩa đến từ Liên minh Cửu Long. Một thông điệp mà tôi nghĩ không thể đẹp hơn cho phần kết của chương trình này. Lần này tôi muốn làm cái concept này, một phần là thông tin nó sẽ đến với nhiều khán giả đại chúng hơn. Thật ra quỹ Nhịp Tim này không có đòi hỏi là mọi người sẽ quyên góp. Nếu như mọi người muốn quyên góp thì đó là tấm lòng của mọi người. Nhưng họ đã là một cái quỹ rồi nên họ cũng có đầy đủ chi phí. Chỉ có cái điều là những cái thông tin về trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, nếu như mà những cái gia đình nghèo khó đó, họ không có điều kiện để biết, thì họ sẽ để họ kệ, giống như em bé này bị mệt trong người thôi thì họ không nghĩ đến. Nhưng mà em bé bị bệnh tim bẩm sinh, nếu mà không được cứu kịp thời thì các bé sẽ không sống lâu được, hoặc là có thể qua đời thì rất sớm. Và chỉ cần một cuộc gọi điện thoại thôi thì những gia đình nghèo khó có thể liên hệ được với Quỹ Nhịp Tim Việt Nam, và Quỹ Nhịp Tim Việt Nam sẽ đại thọ 100% chi phí để mà mổ tim cho các bé. Em chào các anh. Em đi. Xin chào các anh. Anh đi. Chào em, chào em. Trước hết là chúc mừng ba anh tài đã hoàn thành xong công diễn ha. Rất tuyệt vời. Em tin là tất cả khán giả đã thực sự sống trọn vẹn trong từng cảm xúc mà các anh mang lại. Và phải nói rằng là nếu như em ở vị trí khán giả thì cũng rất là khó để có thể lựa chọn. Và các anh thì đều đã thể hiện hết sức mình, cho nên một tràng vỗ tay cho nỗ lực của tất cả chúng ta. Xin thông báo với các anh những thông tin quan trọng như sau về kết quả. Đã công bố với các anh ở công diễn thì trong công diễn này chúng ta sẽ dựa vào bình chọn của 350 khán giả tại trường quay. Khán giả bình chọn và mỗi một lượt bình chọn của khán giả sẽ tương ứng với 10 điểm hỏa lực. Và sau công diễn này thì chúng ta sẽ có 3 liên minh an toàn và 1 liên minh nguy hiểm. Điểm hỏa lực của liên minh sẽ bằng tổng của điểm bình chọn vocal và perform mà các anh đã trình diễn. Và liên minh nguy hiểm là liên minh có số điểm khiêm tốn nhất so với cả 4 liên minh. Chúng ta sẽ được lần lượt theo dõi từng số điểm, không chỉ điểm liên minh mà còn điểm cá nhân nữa. Điểm cá nhân này sẽ không ảnh hưởng tới điểm liên minh, nhưng sẽ là một yếu tố quan trọng mà chúng ta sẽ cần dùng tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi điểm cá nhân của ba anh tài. Xin mời ạ. Jun Phạm cao nhất. Ủa Jun Phạm. Một người cuối cùng anh em nhá, không có gì thay đổi. Wow. Đó, em ở dưới như là hạng nhất cao hơn. Công thứ hai cao hơn tôi luôn.
Bây giờ thì Khánh Vy xin phép được công bố thể lệ nhận kết quả và phương thức loại của công diễn 2 như sau. Mỗi một liên minh, chúng ta sẽ có top 3, 3 anh tài có số điểm hỏa lực bình chọn cao nhất. Và đây chính là 3 anh tài nằm trong nhóm an toàn. Vì vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 anh tài có số điểm hỏa lực cao nhất ở mỗi liên minh nằm trong nhóm an toàn và chắc chắn sẽ tiếp tục hành trình vượt trong gai. Trong khi đó thì các anh tài còn lại sẽ phải rời phòng sinh hoạt chung để đi nhận kết quả điểm hỏa lực liên minh của mình. Khi nhận kết quả xong thì những anh tài thuộc liên minh an toàn sẽ quay trở về phòng sinh hoạt chung. Trong khi đó, những anh tài thuộc liên minh nguy hiểm sẽ phải ở lại tại phòng tập luyện và cùng thảo luận với những đồng đội của mình để phải lựa chọn ra ba anh tài sẽ phải tạm dừng hành trình sau công diễn 2. Vui chưa kịp bao lâu hết thì mình phải đối mặt với cái chuyện là chương trình của mình sẽ có ba người ra về. Duy đã chuẩn bị hết tất cả tâm lý rồi, cũng có thể mình cũng có sẽ là người phải chia tay với chương trình. Lúc đó mọi người cũng buồn lắm. Có thể điểm số sẽ làm cho mọi người lăn tăn. Có thể việc loại ai đấy sẽ làm cho mọi người cảm thấy đau khổ hoặc là cảm thấy khó chịu. Nhưng mà em nghĩ thì bất kỳ một cái trò chơi nào nó có cái luật chơi của nó. Không tuần này thì cũng tuần sau, không tuần sau thì cũng tuần sau nữa. Sẽ phải có một ngày mình chứng kiến từng người ra về. Đã đến lúc này phải cái cuộc chơi này nó phải xảy ra. Đó là một điều không ai muốn, em không muốn, các anh không muốn và khán giả không muốn. Tuy nhiên, cuộc chơi nào cũng cần có luật và đó chính là luật của công diễn 2. Bây giờ thì em xin phép được gọi tên những anh tài sau sẽ đứng dậy và bước lên phía trước. Liên minh Tinh Tú xin mời anh tài Subin. Được ngay, Subin, Subin. Xin mời anh tài Tiến Luật. Wow, trời, anh có lo. Xin mời anh tài Tự Long. Với Liên minh Kame, xin mời anh tài Cây Trần. Cây Trần. Anh tài Nico Lê. Anh tài Phan Đinh Tùng. Cũng là ba người ngồi gần nhau luôn ạ. Đến với Liên minh Cửu Long, xin mời anh tài Thương Phạm. Anh tài Phi Phi Trần. Điểm cao. Anh tài Trương Thế Vinh. Liên minh Phát Tài, xin mời anh tài ST Sơn Thạch. Anh tài Vinh Khánh. Anh tài Bùi Công Nam. Trên đây là top 12 anh tài nằm trong nhóm an toàn và chắc chắn tiếp tục hành trình. Chúc mừng các anh. Bây giờ thì các anh sẽ ở lại tại phòng sinh hoạt chung và xin mời các anh tài còn lại sẽ cùng một lúc di chuyển ra khỏi phòng sinh hoạt chung để nhận kết quả liên minh của mình ạ. Bây giờ nếu mà mình nguy hiểm thì là ba trong mình là bye bye. Bây giờ là hội này đi, còn hội kia ở lại. Em chào, yên tâm không sao đâu. Bình tĩnh thôi, làm được tốt nha. Ok. Mọi người phải thế quay lại nha. Thật hay quá, thế là vào top 12 là đúng rồi. Không có bất ngờ thì đó. Chúc mừng Khánh. Dạ. Ui trời. Ui à. Ủa? Con Bin đi đó hả? Mới quay lại nhé. Thôi ơi. Anh nghĩ rằng là chúng ta đã chọn được một liên minh không thể tuyệt vời hơn. Yep. Các em cũng đã được làm điều mà mình mong muốn rồi. Yes, sir. Đúng không? Yes sir, yes sir. Chúng ta rất là thỏa mãn và hạnh phúc vì có nhau. Ok. Rồi. Không phải so nhiều. Yeah.
Úp xuống đi cho tới người khác coi, mỗi người coi một lần đi. Xong rồi tự cảm nhận. Các bạn muốn tư rồi. Cái kết quả thì nó không được như ý lắm. Đấy là một cảm giác mà tôi biết trước. Khi mà nhìn thấy cái điểm hỏa lực của mình. Có buồn, nhưng mà không bực bội. Điểm hỏa lực tiết mục 1, tiết mục 2. Tổng điểm của chúng ta là có 2710. Rồi bây giờ 5 anh em bàn luận với nhau thôi. Tôi nghĩ rằng là hành trình nào rồi cũng sẽ phải có cái điểm dừng lại. Và với tôi điểm dừng lại ở đây nó cũng không có gì làm cho tôi phải lăn tăn cả. Chỉ có hay chăng một chút thôi. Đấy chính là những cái đồng đội của tôi, những người mà tôi nghĩ rằng cần có thêm những cơ hội, thì họ cũng rơi vào vòng nguy hiểm và họ buộc phải đưa ra quyết định. Bọn em nguy hiểm mà. Cả ba anh Tài đã quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Và em hiểu rằng là các anh đã phải trải qua những khoảng thời gian đưa ra quyết định khá khó khăn. Và có những cảm xúc mà không ai muốn cảm nhận cả. Thực ra đi tới đây rồi, thâm tâm sâu thẳm trong lòng thì không ai muốn rời đi. Không muốn rời đi không hẳn là bởi vì mình muốn chiến thắng, mà không muốn rời đi là bởi vì những người anh em, những người bằng hữu mà mình đã gặp gỡ, mình đã sẻ chia, mình đã chung một sân khấu để thực hiện chung một hoài bão là một điều vô cùng quý. Tuy là hành trình sắp tới của chúng ta sẽ không còn trọn vẹn đầy đủ ba anh Tài, nhưng hy vọng đây vẫn luôn là một phần rất đẹp mà những năm tháng về sau khi chúng ta nhìn lại, chúng ta vẫn sẽ mỉm cười và nhớ về nhau. Và cuộc chơi vẫn là cuộc chơi và chúng ta là những người chơi, tuân thủ theo luật chơi. Vì vậy bây giờ, em xin phép được xác nhận ba anh Tài từ Liên minh Nguy hiểm sẽ phải tạm dừng cuộc chơi. Xin mời ba anh ạ. Bây giờ các anh sẽ có thể chia sẻ một chút cảm xúc đối với những người đồng đội cộng sự của mình. Đây là giây phút mà anh em mình tất cả cùng biết là nó sẽ phải đến. Và nó sẽ không phải là đến một lần. Ba anh em ở đây hoàn toàn tự nguyện, vui vẻ, lùi lại để nhường cơ hội cho những người anh em khác trong gia đình và trong liên minh để
có thêm những cơ hội để gần với khán giả. Ở Việt Nam sẽ chỉ có vài MC biết hát thôi, và trong đó có tôi, anh em vỗ tay cho tôi. Anh Thành Trung thì khỏi nói, anh ấy là một người anh rất là quan tâm với anh em. Khi mà anh ấy về thì tiếng ồn bớt đi một chút, nhưng mà cũng vì tiếng ồn bớt đi một chút nên thấy cái gì đó thiếu thiếu. Bởi vì lúc nào cũng qua Thành Trung tới hỏi thăm các kiểu. Và ở Việt Nam này chắc là cũng rất ít đạo diễn hát và nhảy được như Kiên Ứng. Một chút lăng tăng thôi với đứa em út này, nó hoàn toàn tự nguyện mong muốn là nó lùi lại vì nó muốn nhường lại cơ hội cho các anh. Dạ. Đầu tiên thì em cảm ơn tất cả các anh ở đây. Khoảng thời gian ở chung với mọi người đó là khoảng thời gian mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm nghề gần 10 năm nay của em. Ngay từ khi mà nhận lời chương trình ấy, thì em biết cái chiến thắng đầu tiên của em và chiến thắng lớn nhất của em là đã được gặp các anh. Gặp những cái người mà em rất là ngưỡng mộ. Được thức dậy cùng các anh, ngồi cà phê, được ăn trưa, ăn tối và nghe tất cả những cái lời khuyên, những cái kinh nghiệm nghề. Thì đối với em đấy là một cái kho báu, một cái giải thưởng lớn nhất cuộc đời rồi. Và em trân trọng và cảm ơn tất cả các anh. Mình không muốn em ấy về. Sự đóng góp của em ấy nói thật, tôi nói thật là nhiều nhất. Nhiều nhất luôn trong tất cả các anh em. Em ấy vào đây với một giấc mơ, giấc mơ khác. Và em ấy đang vượt ở trong gai chứ. Và nó xem mình như anh hai của nó. Và mình cũng xem nó như em trai của mình. Nên tôi cảm thấy rất là tức. Huy thì cần chương trình này hơn Chun rất là nhiều. Nói chung là buồn lắm. Khi mà em tham gia chương trình thì cái lúc mà em trả lời cái câu hỏi phỏng vấn ấy, thì em có nói với chương trình là em muốn trải nghiệm được đứng ở trên sân khấu giống như kiểu một người nghệ sĩ biểu diễn. Để em muốn biết rằng là những cái người mà em đã từng làm việc cùng đã phải trải qua những cái gì. Thì trong khoảng thời gian mà em ở cùng với các anh thì em đã được trải nghiệm điều đấy rồi. Em đã có được một chút thành công nhẹ nhẹ và em có được đứng lên trên sân khấu, em cũng có được thể hiện những cái gì mà em chưa bao giờ em thể hiện. Bản thân em thấy là em đã chiến thắng chính bản thân mình rồi. Cho nên là khi mà em thấy cái số điểm mà khán giả bình chọn cho em thì em cũng nghĩ là mình theo một cái trò chơi, nó cũng sẽ có luật chơi và em sẽ luôn luôn là một người công bằng. Bởi vì khi mà em ghi ở trong cái bản ghi lúc đầu ấy, em tìm sự công bằng thì em cũng sẽ không thể nào mà để nó lấn át cái điều mà mình muốn được. Cho nên là em follow theo cái hướng mà mình sẽ rút ra khỏi trò chơi để có thể đặt cái cơ hội với những người mà chính chuyên, những người thực sự là những người nghệ sĩ biểu diễn, những ca sĩ, những nhạc sĩ có thể đi tiếp và được lan tỏa nhiều hơn nữa. Với cả thật ra em nghĩ là khi em dừng cái trò chơi này rồi ấy, thì em vẫn có cái niềm đam mê về sân khấu và ca hát cũng như mọi người thôi. Thì sau này em vẫn hoàn toàn có thể alo các anh là có gì em làm bài này, bọn anh giúp em. Em nghĩ như thế là đối với em là rất là hạnh phúc rồi. Mình không dám nhìn vào ba cái người phải đứng lên. Mình không kìm được cảm xúc khi mà nhìn người bạn của mình phải out sớm như vậy. Kiên Ứng đã làm rất là tốt rồi, rất là cố gắng. Và cậu ấy không bao giờ than vãn hay là không bao giờ nói không với bất cứ một điều gì cả. Với kết quả đấy thì mình cũng không cam tâm lắm, bởi vì cảm thấy nếu như mà được đi tiếp thì Kiên Ứng sẽ còn có thể tỏa sáng hơn được nữa. Dạ, em xin thêm một ý nhỏ nữa thôi. Bọn em cũng thực ra là không phải là không có ý chí chiến đấu đến cùng đâu, mà thực ra bọn em chấp nhận luật chơi. Thế bây giờ anh sẽ chốt phương án như thế này. Nếu ở đây sẵn sàng có 3 người lùi lại
để nhường cho ba người kia, chúng ta sẽ không phải bốc thăm. Nhưng nếu không đủ ba người thì chúng ta sẽ bốc thăm. Với anh vẫn giữ quan điểm. Nhất, anh đến đây là để vui. Và anh đã rất vui rồi. Và anh cũng đã được rồi. Thế nên là anh nghĩ rằng anh là người sống luôn luôn biết đủ. Trong cuộc sống anh là người rất là biết đủ. Với anh là anh rất đủ rồi. Thì anh sẽ lùi xuống là một phiếu anh sẽ về. Thôi cho em xin ý kiến đi. Ok. Em cũng là người nhỏ nhất. Em đang là một trong số những người ít điểm nhất của bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân. Chung đây toàn thấp thôi mà em. Nói chung là mình cứ chơi theo kiểu ai thấp hơn thì người đấy phải chọn. Không, anh nghĩ thế không được. Thật ra cái đấy là một phần. Nhưng quan trọng nhất là cái anh em mình ở đây với nhau thôi. Thì để mọi người cứ đưa ra cái suy nghĩ của mình. Đấy, thì với Huy, thì bản thân em nếu như em nghĩ rằng là em dừng lại ở đây thì em có thấy thoải mái không? Được nhận lời của chương trình đã là một cái thành công của em. Bởi vì em nói thật là em có làm nghề không biết bao nhiêu năm nữa mới có một cái cơ hội như thế. Mà nói thật là có bỏ bao nhiêu tiền hay là có làm bất cứ thế nào cũng không thể nào có một cơ hội thứ hai nha. Đi được với các anh khoảng thời gian qua đã là một điều tuyệt vời với em. Và em kiểu chấp nhận. Vui vẻ. Ok. Cứ biết thế đó. Không phải là mình đang cố gắng thể hiện bản thân mình là một người cao thượng hay chơi fair play hay gì cả. Chỉ đơn giản là mình đến đây bởi vì chương trình. Yêu chương trình và yêu cái cách chơi của chương trình này. Cứ nói những cái tâm tư của mình thôi. Cứ nói những cái mong muốn của mình thôi. Thẳng thắn đấy cả. Cái lúc đấy thì anh im lặng rất là nhiều bởi vì anh nghĩ là cái hành trình của mình tính đến thời điểm này mình đã cố gắng rất là nhiều và mình đã làm tốt cái phần việc của mình ở trong cái công việc của tập thể. Em thì em chỉ thấy buồn. Mình không hiểu tại sao. Quan điểm của anh là mình đừng bàn đến kết quả nữa. Yeah. Thì đây là kết quả mà đây là thứ khách quan. Yeah. Nó không nằm trong khả năng của mình. Mình đừng lăn tăn được việc này. Vấn đề bây giờ là tiếng nói trong chúng ta như thế nào thôi. Em thì em nói thật là em vẫn muốn chơi tiếp. Nhưng mà em cũng không muốn mình phải ở một cái vị trí để chọn như thế này. Kiểu nó hơi phụ. Anh đừng suy nghĩ như thế. Cũng không phải là phụ gì đâu. Thật ra cái đây nó cũng là một cái fair khi mình tham gia một cái game ấy. Nó có nội quy của nó ấy. Thế còn bây giờ thì tôi muốn nghe ý kiến của bạn. Thì là đúng là mình đến chương trình là mình muốn thay đổi bản thân. Ai cũng xứng đáng hết. Nếu mà nói để bỏ phiếu để dừng lại hay là đi tiếp thì mình để cho người khác quyết định. Mình sẽ bỏ phiếu chống là mình không quyết định là mình sẽ dừng lại hay mình đi tiếp được. Nhìn vào số điểm em hơi sốc. Nhưng mà cuộc chơi mà. Cuộc chơi. Nếu mà để đi thì em cũng không nỡ. Mà nếu là để ở thì em cũng không nỡ luôn. Khi mà đã có đánh giá, đã có số điểm, đã có sự bình chọn của rất nhiều người nhìn vào cái phần thể hiện của mình thì Kiên nghĩ là đấy là một sự công bằng. Em cũng đang khá đồng quan điểm với cả Huy. Khi mà mình thấy được cái điểm số của mình nghĩ là mình phải ra đi thôi. Không thể ở lại xong rồi tranh giành với những người có điểm số cao hơn hoặc những người mà mình cảm thấy họ có tài năng hơn. Thật ra em thấy tất cả các anh đều đang trong cái đà mà có thể làm được nhiều thứ hơn, có thể giúp cho chương trình làm được nhiều thứ hơn cũng như là thay đổi bản thân cũng như là làm được nhiều thứ cho bản thân. Em người là một người ngoại đạo rồi. Em cũng thích âm nhạc. Em cũng thích được tham gia và hoạt động cùng mọi người. Ở cái vị trí em không phải là một ca sĩ biểu diễn, không phải là một nghệ sĩ biểu diễn. Em đã có cái trải nghiệm được đứng trên sân khấu, được nhìn thấy mọi người cháy và được biết là mình có thể làm được gì rồi. Nên là đối với em nghĩ là em cũng sẽ xin giúp để có thể bảo toàn vị trí như cho anh Hiệp, anh Hưng với cả anh Hà. Bởi vì thật ra là em thấy anh Hưng đi từ Mỹ về này, anh Hiệp là cần phải tỏa sáng hơn và anh Hà đã đang làm được cái thứ mà nhiều người mong muốn. Và nếu mà em có rút về em cũng sẽ nghe lời anh Hà em chọn thanh nhạc. Bởi vì em nghĩ là nếu mà chả năm sau có tổ chức em sẽ quay lại theo cái kiểu em hát hay hơn. Đó là những quyết định của những người đàn ông rất quân tử, rất mạnh mẽ. Con người ta đứng trước lợi ích thể hiện 50% con người, đứng trước khó khăn là 100% con người. Và anh nghĩ rằng là anh em mình đã chứng minh cho tất cả các nhà khác và liên minh khác thấy là gì? Anh em mình là những người yêu thương nhau thật sự. Ok. Cửu Long nhá. 2, 3. Cửu Long! Cửu Long! Yeah. Cháy hết mình nha các anh. Cố gắng nha. Chơi hết mình.
mà làm lột xác mọi thứ, những cái gì anh có dự định làm hết mọi thứ. Yes. Anh xin lỗi em nha. Nói chung là anh thấy anh rất là tệ hôm nay luôn. Không, nhóm tụi mình vẫn giữ liên lạc nhé. Những lần sau nó sẽ còn thảm khốc vì nguyên tắc là leo cao thì ngã đau. Đương nhiên và là vẫn làm như thế với tất cả những anh em đã từng bàn với nhau. Chắc chắn. Em mình sẽ còn nhiều dự án nữa ở bên cạnh nhau nha. Lúc nào ủng hộ anh nhá, để anh làm kết nối tất cả anh em gia đình mình. Mọi người ủng hộ anh nhá. Vâng, bỏ tiền. Anh làm được quá nhiều thứ trong chương trình này. Đấy là toàn những thứ mà anh không bao giờ nghĩ là anh làm được. À, là nhóm trưởng của liên minh vừa rồi, liên minh Cửu Long, gồm có 9 thành viên, Jun rất là hạnh phúc. Chưa bao giờ mà Jun cảm thấy đội mình mạnh như vậy. Vừa có đạo diễn nè, vừa có diễn viên nè, vừa có ca sĩ mà vừa có dancer. Rồi ai cũng rapper, ai cũng giỏi hết. Thiệt á, Jun cứ tưởng là mình hạng nhất á. Mọi người tin không? Suy nghĩ tuyệt đối đấy. Linh nghĩ là mình hạng nhất đấy. Đây là một cái cảm giác Jun thấy là tệ nhất từ trước đến giờ luôn. Mình thì hạng nhất, còn anh em mình thì ra về, nó khủng khiếp lắm mọi người. Em chỉ muốn nói là lời xin lỗi đầu tiên vì không làm tròn trách nhiệm của một thủ lĩnh. Và thật sự cảm ơn ba người anh em VR, Kiên Ứng và anh Thành Trung đã đứng trên sân khấu với em ngày hôm nay và đã làm những cái điều tuyệt vời. Em cảm ơn các anh em rất là nhiều. Yeah. Cảm ơn. Anh cũng đáp lời lại cho Jun. Trong số những người anh em ở đây thì Jun là một trong những người mà anh quý và nể nhất. Bởi vì Jun có một cái sự toàn diện, có sự sâu sắc, có tài năng, có sự chỉn chu và có một cái trái tim rất là ấm áp, mà Long luôn luôn mong muốn lo lắng và làm cho người khác một cách âm thầm. Thì anh chỉ nói rằng em đã làm hết sức rồi. Và ở đây đều là những người xuất sắc. Trong câu chuyện ở đây chỉ là, đây là luật chơi, trò chơi thôi. Còn anh xin khẳng định là ngay cả những người ra về như bọn anh cũng đều xuất sắc. Chỉ yes, là đây yes. là cuộc chơi thôi. Yes, sir. Và yes, sir. Em không bao giờ phải được phép phải xin lỗi vì em đã làm tốt nhất có thể rồi. Ok, yeah. Cửu Long ơi! Cửu Long! Cửu Long ơi! Cửu Long! 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 Mọi người ở lại phải cháy nha! Cháy nha! Thêm một lần ở trên sân khấu cũng phải cháy nha! Thật cháy và thật làm cho khán giả thật sốc nha! Ngầu 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 làm sao Nhân ơi? Cửu Long nhá. Mấy lần vậy? 3 lần nhá. 1, 2, 3. Cửu Long, Cửu Long, Cửu Long. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người. 1, 2, 3. Cửu Long. Love you. Love you too. Love you. Tuần nào mình cũng sẽ phải trải qua cảnh này hết. Mình phải tập làm quen thôi. Khó lắm, khó chịu lắm á em. Ừ.
cũng chưa kịp ôm mình cái nào không dám lỡ ôm. Kiên rất tiếc nuối, rất là tiếc. Tiếc nhiều, tại vì là có một số thứ mà Kiên cũng đang mong muốn là nếu có thể như là vào được công sau ấy thì có thể làm được những cái mà mình cũng mong muốn được làm. Ví dụ như kiểu là gia đình mình có truyền thống múa từ bé. Bản chất ngày xưa bố mình cũng hướng với mình là hay là con học múa đi. Đấy là một cái chông gai đầu tiên mình không dám vượt qua. Để được làm một cái gì đấy để cho bố mình nhìn hoặc là cho mẹ mình nhìn thấy là con được bố mẹ truyền cho những cái động lực để con có thể hoạt động nghệ thuật. Khi nhất là con có thể làm cái gì đấy tri ân bố mẹ. Nếu không phải là một cái lời nói cụ thể ở trên truyền hình thì có thể đấy là một hành động hoặc là một cái tác phẩm nào đấy. Thì đấy là cái mà mình mong muốn nhất nhưng mà mình chưa làm được thôi. Điều tiếc nuối duy nhất, cũng nhiều điều tiếc nuối không phải duy nhất đâu. Mình chưa được hát những ca khúc mới của mình, những cái mà mình mong muốn mang tới chương trình, mang đến cái màu sắc mới. Cái điều thứ hai là mình chưa mang được thằng nhóc nhà mình lên phim trường để xem bố đó diễn ở trên một cái sân khấu lớn thế này được mọi người cổ vũ như thế nào. Chắc là kiểu trong cái thời gian mà tập luyện mà kiểu tham gia chương trình này để mình dành ít thời gian cho con. Vì thật là từ lúc mình có thằng nhóc thì mình cảm giác như mình được sinh ra lần thứ hai, trưởng thành hơn. Có một cái trách nhiệm mới, bổ sung mới hơn. Chỉ là kiểu chưa làm được cái dự định của mình là mang thằng nhóc tới đây xem vậy chứng kiến cái công việc thực sự của bố nó là làm gì. Bởi vì nó hay hỏi mình là tại sao bố cứ đi đâu mà mãi không thấy về, rồi thức đêm mới không vậy. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế mà. Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm vời vợi lấp lánh ngàn sao, gặp mặt để rồi chia ly để gặp mặt, đấy là điều hết sức bình thường. Hãy đón nhận nó vì nó là một phần của cuộc sống. Tất cả chúng ta mãi mãi là một gia đình. Hãy mang lại cho khán giả những màn trình diễn tốt nhất
để họ luôn nhớ về chúng ta. Lớp trưởng Thành Trung, cảm thấy nó khó chịu, tại vì mình đã quen rồi. Mình đã quen là bên này đông bên kia đông. Mình vẫn biết là đã vắng đi ba người rồi. Sau này còn bao nhiêu người thì tụi mình vẫn sẽ luôn gọi là 33 năm tuổi tôi. Tài thực thách series đồng hành anh trai vượt ngàn trong gai 2024, nơi các anh tài cùng chia sẻ thật về những thử thách thực tại chương trình. 20 giờ thứ hai cách tuần, từ ngày 8 tháng 7 2024, trên YouTube Gia Quan Entertainment. Anh trai vượt ngàn trong gai 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên hệ thống YouTube Gia Quan, thứ bảy hàng tuần.